Vâng, xin được trân trọng chào mừng quý bác anh chị các bạn quay trở lại với shop Phạm Huấn. Hôm nay thì bên em về rất là nhiều sản phẩm mới thì em sẽ lên luôn cho quý bác anh chị và các bạn xem và tham khảo cũng như mua hàng. Mọi nhu cầu mua sắm thì anh chị các bạn có thể liên hệ tới các số hotline của bên em. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Huấn đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Các bác truy cập vào kênh YouTube thì cứ gõ Phạm Huấn là sẽ ra kênh của em các bác nhé. Đó, bên em thì ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán. Bác nào chuyển khoản thì từ 400.000 trở lên bên em sẽ miễn phí ship các bác nhá. Đó. Mọi nhu cầu mua sắm thì các bác có thể liên hệ các số hotline của bên em đây. Đó, bên em thì có 3 số điện thoại các bác nhé. Các bác để ý cái số đầu tiên này là số 229 chứ không phải 220, để tránh việc gọi nhầm số điện thoại người khác, nó rất là bất tiện và phiền phức cho họ. Đấy, mọi nhu cầu mua sắm các bác có thể liên hệ. Hàng hôm nay bên em lại cập bến rất là nhiều các mặt hàng, dao, kéo, kìm, búa các bác nhé. Đó, mọi nhu cầu mua sắm anh chị em các bạn có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn cũng như báo giá. Tiếp theo thì trong đầu tiên em sẽ lên cho bác cái bộ lục giác các bác nhé. Bộ lục giác hàng 7 màu cao cấp. Đấy, dòng này là dòng cao cấp các bác nhé. Bên em bán là 200k một bộ này. Đó, đây là dòng phân khúc cao cấp, hàng cực kỳ là chất lượng luôn các bác này. Đó, bác lên mã cho em là bộ lục giác 7 màu các bác nhé. Đây. Đấy, các bác quan sát này, hàng rất là chất lượng luôn. Bộ lục giác 7 màu đầu bi, đó, cao cấp. Lên mã giúp cho em là bộ lục giác 7 màu cao cấp nhá. Đấy, em có bộ trắng thường và bộ này là bộ 7 màu nhá. Bộ 7 màu này thì bên em bán cái giá là 200k. Bộ này của nó thì đây. Nó rất là tiện luôn các bác này. Đó. Các bác có thể dở ra được như này. Đấy, rất là cao cấp luôn các bác này. Ở trong này của nó có 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 đầu tất cả nhá. Có thông số các thứ rõ ràng luôn. Đây. Đấy, hàng cực kỳ là chất lượng luôn. Nói chung dòng này là dòng phân khúc cao cấp rồi. Hey, hàng nội địa Nhật. Đó. Rồi các bác lên cho em mã đầu tiên là bộ lục giác. Bộ này bên em bán là 200k các bác nhé. Tiếp theo thì bên em mới về được một ít cái dòng cưa gấp của Makita. Đó, hàng bãi. Đây. Đấy, cưa này của nó chắc là vào khoảng gần 30cm thôi. Đó. Em cũng chưa đo chính xác, đây em sẽ đo cho các bác xem. Đây các bác nhé. Đó, cưa này thì bên em bán là 100k. Đây, cái phần lưỡi này của nó là được 24cm các bác này. Lưỡi 24cm. Đó, còn phần gấp này của cán này chắc là 30 thôi thì nó mới phủ hết cho cái thằng này được. Đó, lưỡi 24cm các bác nhá. Đó, cái này thì bên em bán là 100k các bác nhá. 100k. Đấy, hàng của thương hiệu Makita này. Bên em bán là 100k các bác nhá. 100k một cái này. Tiếp theo thì hôm nay bên em lại tiếp tục về một lô hàng Taro các bác nhé. Taro thì hôm nay bên em lại mới tiếp tục có hàng về. Hôm nay thì bên em lại về cái mẫu nó cũng tương tự như hôm nọ thôi. Đấy, cái hộp đựng thì nó khác một chút thôi. Đấy, mẫu này thì nó ít chi tiết hơn. Đấy. Thì bộ này bên em bán là các bác bảo cho tôi cái bộ Taro bé này. Bộ bé này là bên em bán là 270k. Đó, 270k. Các bác lên cho em là bộ T1 đi. Taro lên cho em là bộ T1 cho nó dễ, không phải bé to nhiều khi không hiểu. Đấy, bộ T1 270k. Đó. Bộ này thì nó có các cái chi tiết cơ bản trong này các bác nhá. Đó. Hàng này là dòng phân khúc cao cấp. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, các bác lên mã cho em là bộ Taro T1 các bác nhá. T1 270k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã là bộ này là bộ T2 400k các bác nhá. Đó, 400k. Đấy, các bác lên mã giúp cho em. Bộ này là bộ T2 này, 400k. Hàng rất là đẹp luôn các bác nhá. Chất thép chất chiếc của nó, độ sắc nét này. Nói chung là hàng Taro này là phân khúc cao cấp đấy các bạn. Rất là chất lượng luôn. Đấy, thì con T2 này bên em bán là 400k các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là bộ Taro này. Đó, hàng đựng trong hộp. Các bác dùng làm cực kỳ là ngon luôn. Đó. Đấy, có Taro gen trong ngoài các bác nhá. Đấy, cái này là gen bên ngoài này, còn cái này là gen bên trong này. Đó, rất là nhiều chi tiết các bác nhá. Đó, rất là nhiều chi tiết luôn. Thì các bác lên mã cho em là bộ T2. Đấy, em có bộ T1 và bộ T2. T2 thì nó nhiều chi tiết hơn, là 400.000. Đó, còn T1 này thì là 270.000. 270.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ khoét chân thạch cao. Bộ này để các bác khoét gỗ, khoét trần thạch cao các kiểu được luôn các bác nhá. Đó. Thì bộ này bên em đang bán với cái giá là 250k. 250k một bộ này các bác nhá. Đây. Đó. Lưỡi là lưỡi vàng các bác nhá. Lưỡi vàng này là lưỡi cao cấp này, chứ còn cái dòng lưỡi đen của nó thì quá bình thường các bác này. Đó. Nó có các cái đầu đây.
gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, 9 với bên này là đi 1 2 3 4 nữa. Đó. Và các cái đầu để nó kết nối vào để các bác sử dụng này. Nói chung là cái này các bác thợ là biết rồi. Cái này em chỉ nôm na giới thiệu qua như này thôi là các bác biết được luôn. Đó. Thì bác lên mã cho em là cái bộ khoét trần thạch cao đi. Các bác lên mã cho em là cái bộ này là bộ khoét thạch cao các bác nhá. Đó. Bộ khoét thạch cao, khoét thạch cao. Đó. Lên mã cho em bộ này bộ khoét thạch cao 250k các bác nhá. Dòng này là dòng phân khúc cao cấp các bác nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác cái môi sới cơm hàng của Nhật các bác nhá. Rồi, Made in Japan này các bác này. Môi sới cơm hàng Nhật thì lâu lắm rồi bên em mới có hàng về nhá. Đấy, bên em bán là 60k một cái môi sới cơm. Dòng này là dòng chống dính, chống dính, chống trơn. Đấy, chống bị chảy xước các bác dùng thoải mái luôn. Đây. Đấy, bảo hành cho các bác luôn. Rất là mềm mại và chắc chắn luôn các bác nhá. Sới cơm. Cái chất liệu của nó làm thì không bao giờ các bác sới cơm thì không bao giờ lo bị dính cơm và không bao giờ lo bị sủi cái nhựa này ra đâu. Cái nhựa này của nó thì siêu chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Hàng Made in Japan đây. Đấy, bên em bán là 60k một cái. Các bác lên mã giúp cho em là môi sới cơm 60k các bác nhá. Đó, 60k một cái môi sới cơm. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo bếp này. Đó, kéo bếp bạc 70k. Đó, 70k một cái này. Đó, dòng này thì nó cũng tương đối là sắc các bác nhá. Đó, tương đối là sắc của thương hiệu Asaka Japan này. Đó. Asaka Japan 70k một cái các bác nhá. 70k một cái. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn. Thì bên em đang phân phối hai loại. Một dòng 4 cánh và một dòng 5 cánh. Đầu tiên em giới thiệu cho các bác cái dòng đèn 4 cánh. Đấy, các bác lên mã thì cứ lên cho em là đèn 4 cánh. Đấy, cho nó dễ. Đây. Đấy chưa. Nhiều lúc ghi là đèn quạt trần vào đây các bác lại tưởng là cả đèn có cả quạt trần thì nó mất công. Đấy. Đây ghi ở đây là đèn 4 cánh các bác nhá. Đó. Đèn 4 cánh này. Đó. Đèn 4 cánh, đèn 4 cánh này thì là 150k, 150k. Con này thì bên đấy nó sử dụng điện từ 100 đến 240V cho nên các bác sử dụng thoải mái luôn. Đó, đèn 4 cánh các bác nhá, đèn 4 cánh. Đây, đèn 4 cánh 150k. Đó. Rồi em sẽ giới thiệu hết sau đó thì sẽ cắm điện cho các bác xem. Còn đây là 5 cánh các bác nhá. Đó. Con này là 5 cánh này. Đây. Đèn 5 cánh này. Đèn 5 cánh này, con này là 180k. Đó. Thì các bác mua thì các bác cứ lên mã giúp cho em là đèn 4 cánh và đèn 5 cánh các bác nhá. Cho nó dễ. Đó, đây em sẽ cắm điện và test thử cho các bác xem. Con này của nó sử dụng điện thì từ điện 100V đến 240V cho nên các bác sử dụng điện Việt Nam mình bình thường. Đây. Đó, đây các bác, con này con 4 cánh này. Các bác thấy cái độ sáng của nó chưa? Đó, con này con 4 cánh này. Siêu sáng luôn các bác nhá. Bác nhìn vào là chói mắt luôn đấy. Đó, con 4 cánh này. Tiếp theo là đến con 5 cánh các bác nhá. Đó. Con này là con 5 cánh này. Đây. Con 5 cánh này thì nó chói lòa luôn các bác nhá. Đấy, đây, qua quan sát này. Ấy. Con này con 5 cánh này, bác xem. Em quay vào hàng nó cứ sáng gọi là trắng hết luôn các bác này. Đó, đây. Của nó là đèn LED hết các bác nhá, hệ đèn LED nhá. Tuổi thọ của bóng LED thì cực cao luôn. Đấy, các bác mang lên mã giúp cho em là đèn 5 cánh. Đó thì em có cái loại 4 cánh và loại 5 cánh. Đây. Con đèn 5 cánh này là 180 nhá. Các bác bảo cho tôi cái đèn 5 cánh nhá. Đèn 5 cánh là 180 này. Đó, 180k. Đó. Còn con này là đèn 4 cánh này. 4 cánh này là 150k. Đó, đèn 4 cánh 150k. Các bác lên mã giúp cho em 5 cánh, 4 cánh các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác cái sản phẩm đó là cái kéo ghép cành. Đấy. Kéo ghép cành. Các bác nào chuyên làm cây làm cối thì biết cái dòng này rồi. Đó. Này của nó thì được tặng kèm thêm hai lưỡi nữa. Đây, kéo ghép cành các bác nhá. Bên em bán là 220.000 một con này. Đó, con này các bác dùng để ghép cành rồi chiết cành, nói chung là chiết ghép đấy, nôm na nó như vậy. Đây. Đấy qua quan sát này. Đó, chiết ghép cành này, rất là ngon luôn các bác. Cắt ra là các bác ghép vào như này. Dòng này thì các bác nhà vườn là làm rất là nhiều, hoặc các bác có thú vui với cây cối thì cũng có thể siêu tầm và làm cũng rất là ok. Dòng này thì bên em đang bán với cái giá là 220k các bác nhá, 220k kéo ghép cành các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên em mới về một loạt cái búa cán vàng của Đức các bác nhá. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em. Đầu tiên là em lên cho bác cái mã là con này là em ký hiệu nó là 02 các bác nhá. Đó, 02. Đây.
hàng rất là đẹp luôn, cán là bằng sợi thủy tinh đấy, bo cao su, cầm cực kỳ chắc chắn luôn, bảo hành cho bác luôn nhá. Hàng búa của Đức này đó. Con này thì bên em đang bán với cái giá là 100k, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là búa 02. Đấy, búa 02 100k. Đó, búa 02 100k các bác nhá. Đó. Tiếp theo là em lên cho các bác cái mã búa. Đây em sẽ đo cái chiều dài cho các bác xem luôn. Con này của nó dài là 27 cm các bác nhá. Đấy. Con búa 02 này nó dài là 27 cm. Đấy, cái phần búa này của nó là 11 cm. Có một đầu đóng và một đầu nhổ đinh. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã búa, đó là búa 0. Đó. Cái này của nó là búa 05 này. Đó. 05. Đấy. Con này của nó là 05, tức là nó là 5 lạng đấy các bác nhá. Đấy. Búa 5 lạng. 5 lạng em ký hiệu của nó là 05 các bác nhá. Đó. Con này nó là 2 lạng rưỡi này. Đấy, các bác bảo cho tôi cái búa 2 lạng rưỡi 100k. Đấy, gọi như vậy cho nó dễ. Búa 2 lạng rưỡi. Búa 2 lạng rưỡi này là 100k này. Đó. Em có con này là con 5 lạng này. Con 5 lạng này là 130.000. 130.000 các bác nhá. Đó. Con 5 lạng này là 130.000. Đấy. Các bác quan sát này. Búa rất là đẹp luôn. Đấy. Búa rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Thì các bác lên mã cho em là con búa 5 lạng. Đấy, ở những cái đầu này ấy, khi nó đúc thì nó phải cho nến, đấy, cho keo nến, cho nên là nó cái này nó không có ảnh hưởng gì các bác nhá. Đó, hàng thanh lý. Đây, các bác lên mã giúp cho em con này là 5 lạng này, 130k. Đấy, nó chỉ lệch cho mấy con kia có 30.000 thôi, hàng 5 lạng. Còn bác nào cần cái dòng cao cấp hơn, to hơn thì các bác sử dụng con này cho em. 7 lạng, đóng nhổ đinh rất là ok các bác nhá. Cái này nó không cần to đâu. Các bác nhiều khi các bác nhìn cái phần cán này nó thấy rớt thì các bác bảo là nó yếu, nhưng mà dòng sợi thủy tinh của nó rất là chắc chắn luôn. Đó, đây. 07 này. Đấy, các bác lên mã cho em là búa 7 lạng này. Đó, 7 lạng. 150k. Đó, 150k cái búa 7 lạng này các bác nhá. Chất thép của nó thì thôi rồi luôn các bác này. Dùng để đóng đinh thì cực kỳ là ngon luôn các bác ơi. Đó. 7 lạng này. Đó, các bác lên mã cho em là búa 7 lạng. 150k các bác nhá. Đó, đây là búa đinh bên em mới về. Tiếp theo thì đến vít thì bên em đây. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái tô vít hai đầu các bác nhá. Đó, tô vít hai đầu, hàng nội địa Nhật. Đấy, bên em cũng mới về được có một ít thôi. Đấy, con này bên em ký hiệu nó là con V1. V1 là bên em bán là 50k các bác nhá. Đó, 50k một cái này. Đó, tô vít đảo đầu các bác nhá. Các bác có thể rút ra này. Đấy, mình đảo từ đầu nọ sang đầu kia. Hàng rất là chắc chắn luôn. Đó, tôi viết V1. Đấy, các bác lên mã giúp cho em. V1 50k. Đó. Tiếp theo thì con V1 này của nó dài là 10 cm các bác nhá. Đấy. Còn nó có một con dài hẳn đây. Đó, con V2 các bác nhá. Đó, con này là con V2. Bên em bán là 60k. Đó, 60k. Con này nó dài hẳn luôn các bác này. Cái phần rút này của nó rất là chắc chắn luôn, nên là các bác yên tâm sử dụng này. Đó. Chứ nó không đấy. Đây, các bác lên mã giúp cho em là V2 này. V2 60k các bác nhá. Đấy, V2 60k. Đó. Tiếp theo thì cái vòi đồng này, đó. Vòi đồng này thì bên em vòi đồng tăng áp bên em lại mới về, đó. Bên em bán là 50k, đó, 50k. Đấy, 50k một cái này, đó. Đấy, 50k các bác nhá. Đó, vòi tưới cây tăng áp bằng đồng đúc các bác nhá. Đó, đồng đúc. Đấy, 50k các bác nhá. Đó, 50k. Tiếp theo thì bên em mới về cái lô kìm cộng lực các bác nhá. Đó, kìm cộng lực thì cũng về không được nhiều đâu. Đó, kìm cộng lực. Con này các bác cắt thép rất là ngon luôn. Đấy, chuyên dùng để cắt dây thép các kiểu các bác nhá. Đó, cắt dây thép riêng các kiểu luôn, rất là ngon. Các bác lên mã giúp cho em là kìm cộng lực. Con này bên em đang bán với cái giá cũ thôi, cũng vẫn 130k. Đó, 130k một con này. Đấy, đây là kìm cộng lực các bác nhá. Kìm cộng lực 130k. Đấy, đây là cái con dao bấm màu đen của Mỹ này. Đó, lên mã giúp cho em là dao bấm màu đen của Mỹ. Đó, con này thì bên em đang bán với cái giá là 150k một con. Đấy, 150k các bác nhá. 150k.
Đây. Dao bấm màu Mỹ 150k. Đó. 150k các bác nhá. Đó, các bác lên mã giúp cho em là dao bấm Mỹ 150k. Đây. Đấy, bên em cũng về cái lô này thì cũng chỉ còn có mấy con nữa thôi. Đấy, 150k một con. Lên mã giúp cho em. Dao bấm Mỹ nhá các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Colombia này, USA cờ Mỹ này. Hàng siêu sắc luôn. Con này các bác có thể dùng để làm công trình hoặc là để mang đi du lịch, gọt hoa quả các kiểu, nói chung là rất là tiện dụng luôn. Đó, lên mã giúp cho em là dao bấm Mỹ 150k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn pin đây. Đó. Đèn pin Nhật này. Đấy, con này rất là tiện dụng luôn. Đây. Đấy các bác quan sát nhá. Có tặng kèm đế sạc luôn. Đây. Về các bác chỉ cần lắp pin vào cho em. Lắp pin thì các bác lưu ý là lắp đúng đầu cho em nhé. Đó, lắp đúng đầu cho em đây. Đấy, các bác lắp đúng đầu cho em. Đây, các bác lắp cái đầu âm này ra ngoài. Đấy, công tắc bật thì nó ở ngay phía sau đít này luôn các bác nhé. Đó. Công tắc bật ở đằng sau đít này luôn các bác này. Đó, đây. Đèn rất là sáng luôn các bác nhé. Đó, rất là sáng luôn. Và các bác có thể điều chỉnh pha được luôn này các bác này. Đó. Pha thì các bác điều chỉnh cái tiêu cự này cho em. Các bác có thể rút ra rút vào này. Đó. Con này rất là tiện này, nhỏ gọn các bác nhé. Thì con này các bác có tí tuổi rồi muốn dùng hoặc là mình cần cái độ nhỏ gọn, độ tinh xảo sử dụng thì rất là ok. Đó này, công tắc ở đằng sau đít này các bác nhá. Đó, đây. Hàng Made in Japan này các bác quan sát này. Đó, chuẩn Nhật luôn các bác nhá. Đó. Đây, nó có cái tiêu cự này để các bác điều chỉnh cái phần ấy đây. Cái phần của pha này, đây các bác nhá. Đó, đây, cái pha của nó các bác có thể tự điều chỉnh được. To nhỏ tùy theo nhu cầu của bác. Đó. Đấy, con này dùng rất là ngon luôn các bác nhé. Đấy, dòng này thì bên em đang bán với cái giá là 170k. Các bác lên mã giúp cho em là đèn D. Con này bên em lên mã là con D5 170k các bác nhá. Đó, 170k đèn D5. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ thìa của Đức các bác nhá. Đó, bộ thìa của Đức đây. Đây. Đấy, bộ thìa của Đức. Bộ này thì bao gồm có 5 cái thìa. Giá bên em bán là 110k thôi nhá. Trước bên em đang bán là 150k. 150k. Đó, giảm giá xuống còn 110k cho các bác. Đấy, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bằng inox 304. Hàng có giật logo của thương hiệu Winling này. Đó, đây. Các bác quan sát này. Logo của Winling của Đức các bác nhá. Inox 304. Đó. Inox 304. Đấy, dòng này thì bên em đang bán là 110k các bác nhá. Tiếp theo thì bên em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đũa 10 đôi của Nhật này. Hàng Made in Japan này. Đó. Hàng Made in Japan, đũa 10 đôi của Nhật các bác nhá. Đấy. Dòng này thì bên em đang bán với cái giá là 120k 10 đôi. Đấy. Nó sử dụng chất liệu là bằng sợi thủy tinh các bác nhá. Cho nên là nó có cái độ kháng khuẩn rất là cao, tới 99%. Đó, kháng khuẩn. Nhiệt độ chịu của nó là sử dụng được cả trong máy rửa bát các bác nhá. Đấy, 210 độ C đến âm 10 độ C. Chiều dài của nó là 24,3 cm, 10 đôi. Đấy, có tem, có mã vạch, có tem chống hàng giả đàng hoàng các bác nhá. Đó. Còn cái dòng này là dòng cao cấp hơn thì nó là dòng 5 đôi. Đó, 5 đôi thì bên em đang bán với giá là 110k. Đó, dòng này là phân khúc cao cấp, cũng hàng chuẩn Nhật luôn các bác này, Made in Japan. Đó. Thì tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác thôi. Đó. Dòng 5 đôi, dòng 10 đôi các bác nhá. Đó, 10 đôi là 120.000, 5 đôi của nó là 110.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ Tazo Gen trong các bác nhá. Đó, bộ Tazo Gen trong. Đấy, đây. Của nó có các cái mũi như này này. Đấy các bác nhá. Đó. Đây. Thì tùy theo nhu cầu các bác sử dụng thôi. Đây, nó có mũi từ to đến nhỏ này, từ lớn đến bé, nói chung là đủ mũi cho các bác. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mũi. Đó, hoàn toàn là bằng chất liệu thép, rất là chắc chắn luôn để các bác tạo gen. Đấy, gọi là bộ Tazo gen trong các bác nhé. Đó, của nó thì có M3, M4, M5, M6, M7 và... À, M6, M8 và M10 này. Đó, đây. Đấy các bác này, rất là chất lượng luôn của Kato. Đó này. Đó, bộ này thì bên em bán là 200k. Các bác lên mã giúp cho em là bộ Tazo gen trong các bác nhá. Tazo gen trong 200k các bác ơi. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bộ lấy vít gãy này. Lấy vít gãy này thì bên em đang bán là 100k.
Hôm nay bên em sẽ giảm giá cho bác còn 80k. Đó, 80k. Bộ lấy vít gãy. Đấy, bộ lấy vít gãy các bác nhá. Đó, bộ lấy vít gãy 80k các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ cái kìm bấm các bác nhá. Đó, kìm bấm này. Cái này bấm dây bấm riếc rất là ok luôn. Đó. Con này bên em bán là 120k. Dòng này của nó là phân khúc cao cấp này. Nhưng con kìm bấm này các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Đó. Kìm bấm 120k, lò xo đẩy các thứ cực kỳ là ngon luôn. Đó. Con này của nó thì vừa bấm dây vừa bấm cốt được. Nó có cái phần bấm cốt đây. Đấy, bấm dây bấm cốt các bác nhá. Rất là chất lượng luôn, lò xo đẩy cực kỳ nhẹ luôn. Các bác lên mã giúp cho em là kìm bấm. Đó. Kìm bấm vàng đen. Đấy, kìm bấm vàng đen. Con này bên em bán là 120k. Lên mã giúp cho em nhá. Kìm bấm vàng đen 120k. 120k kìm bấm vàng đen này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt cành ống 42. Bên em mới về cái mẫu mới. Mấy cái mẫu kia thì cũng còn có 1-2 cái thôi. Mẫu mới này thì bên em bán là 170.000 các bác nhá. Kéo cắt ống nước này 170k. Đây. Đấy, kéo cắt ống 42 170k các bác nhá. Đó, hàng rất là chất lượng luôn. Đây, cực kỳ là ngon lành luôn các bác này. Đó. Đây. Rất là dày dẫn và chắc chắn luôn các bác này. Đó. Đây. Rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó, 170k các bác nhá. Hàng nội địa Nhật này, made in Japan này các bác này. Đó. Tiếp theo là cái khò đồng này. Đó, bên em lại mới về các bác nhá. Khò đồng thau đúc đồng nguyên khối. Đấy, có nhiều loại, nó chỉ là hàng mạ thôi bác nhá. Còn đây hàng này của em là 100% đồng luôn. Bên em bán là 160k các bác nhá. Đó, 160k. Lên mã giúp cho em là khò đồng này, 160k các bác nhá. Con này các bác lắp vào cái bình mini cái thứ rất là ok luôn, bền bỉ chắc chắn. Ưu điểm của nó ấy, là các bác sử dụng là nó rất là bền. Đấy, nhưng mà nhược điểm là các bác phải mồi. Đấy, lấy máy lửa để mồi chứ nó không có hệ thống đánh lửa tự động đâu các bác nhá. Đó, nhưng rất là tiện dụng luôn. Đấy thì lên mã giúp cho em là khò đồng 160k các bác nhá. Sau thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là bẫy chuột thông minh này. Đó, con này các bác dùng rất là nhạy luôn. Bên em bán là 20k một cái. Bẫy chuột thông minh dùng cực kỳ là nhạy luôn. Đây các bác có sát này. Đó, đây. Bác chỉ cần chạm nhẹ này là nó bị sập bẫy luôn. Đó, rất là nhạy các bác nhá. Đó. Rất là nhạy luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy. Rất nhạy luôn các bác này. Đó. Rất nhạy luôn các bác ơi. Đó, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, con này thì bên em đang bán với cái giá là 20.000 một cái, 20.000 một cái. Các bác về chỉ cần ấn như này, đặt mồi vào đây là xong. Đây, các bác đặt mồi vào cái lỗ này. Đó. Rất là nhạy luôn. 20k một cái các bác nhá. Đó. Sản phẩm thì còn rất nhiều nhưng em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ shop. Đó. Thì các bác có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ tới các số hotline của bên em. Xin chào lại anh chị em ở video sau.